Thì chẳng phải trừ bỏ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não, thì chẳng phải tu bát nhã bà làm mặt đa. Nếu nghĩ có trí nhất thiết trí và có sự tu này, thì chẳng phải trừ bỏ trí nhất thiết trí, chẳng phải tu bát nhã bà làm mật đa. Nhưng khi tu hành bát nhã bà làm mật đa sâu xa này, các đại Bồ Tát chẳng nghĩ có sắc và có sự tu này thì đó là trừ bỏ sắc là tu bát nhã ba la mật đa chẳng nghĩ có thọ tưởng hành thức và có sự tu này là trừ bỏ thọ tường hành thức là tu bát nhã ba la mật đa nói rộng cho đến chẳng nghĩ có đoạn trừ vĩnh viễn sự tiếp tục của tập khí việt não và có sự tu này là trừ bỏ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não là tu bát nhã ba la mật đa chẳng nghĩ có trí nhất thiết trí và có sự tu này là trừ bỏ trí nhất thiết trí là tu bát nhã ba la mật đa vì sao vì chẳng có sự tưởng đến đoạn trừ sự trói buộc tùy miên tham sân si mà có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy